ngôn Ni Phật phát đại chứng minh. Kính chào tất cả quý học viên tại lớp cũng như tất cả quý vị đang online. A-tỳ đặc ma câu sát luận nằm trong luận tạng. Phương pháp hối và đáp ở trong luận tạng giúp cho chúng ta thấu hiểu mọi vấn đề trong kinh điển đôi khi chúng ta không đặt câu hối thành ra chúng ta không hiểu rõ nhờ phương pháp hối và đáp này mà địch đại tổ sư của chúng ta đã giúp chúng ta sáng rõ mọi vấn đề ở trong kinh tạng cho nên thưa quý vị khi học luận tạng chúng ta phải để ý tới câu hối và câu trả lời và chúng ta tập ghi nhớ tập ghi nhớ tập nhận thức ví dụ như như thế này các vị nghe tại đọc cho đọc suy nghĩ nhiều hơn là các vị cầm cụi đọc và chép ở trong a tỳ đạt ma câu xá luận có đủ hết rồi không cần ghi thêm nữa chỉ cho mất bây giờ như tâm tương tục của tất cả hữu tình thuộc giới hữu sách cần phải y vào sách thân mới sinh khởi Chúng ta hiểu từng câu như thế nào? Nghĩa là gì? Tâm tương tục Tương tức là gì? À, tương tức là Tục tức là, là gì? À, tương tục tức là, là Liên tục, liên tục Một cái tâm Sinh Rồi duy trì, trụ Rồi biến hoại, rồi diệt Rồi cái dòng tâm khác khởi lên Hay chúng ta quen Dùng chữ là niệm Niệm tương tục không gián đoạn hay là niệm niệm diễn tiếp liên tục ở trong nội tâm không ngừng như là một dòng thác, đây gọi là tâm tương tục. Tu tới khi nào nó gián cách thì chúng ta chứng A la hán vô sanh. Còn nó còn liên tục sinh khởi tức là còn nằm ở trong chuỗi dài của trầm luân. Vậy thì ở đây <laughs> tất cả cái tâm tương tục ở trong cõi sắc tức là cội của chúng ta đó là sắc là 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 gì <laughs> hữu sắc này hữu sắc là là gì là có dục của chúng ta là có hình có sắc như vậy cái dòng tâm tương tục đó nó phải nương gá ở trên thân của chúng ta để nó hình nó suy nghĩ nếu như chúng ta đối bụng quá năng lượng cung cấp cho thân này không có nhiều nữa thành ra sâu giác quan nó ù tối tài nó ù mắt nó không muốn nhìn, mũi nó không muốn ngửi, không muốn nghe, không muốn nghĩ gì cả. Cái trạng thái này là gì? Là do năng lượng ở trong tâm nó suy kiệt xuống. Rồi tới một lúc nào đó, khi mà năng lượng nó suy kiệt quá sức, hơi thở không có đủ nữa, tim mạch loạn xả hết, mọi thứ cũng như là rối loạn hết. Như vậy thì bắt đầu chúng ta không thể nghĩ được cái gì nữa hết. Và tới khi nó nó ngừng hơi thở thì chắc chắn là trên não bộ chúng ta không thể nào có một dòng suy nghĩ xuất hiện thì đây gọi là gì đây gọi là chết lâm sàng như vậy thì chúng ta biết rằng tất cả mọi cái niệm tâm sinh diệt tức là tâm vương tâm sở bao nhiêu thứ tâm nó diễn ra ở trên não bộ chúng ta là một môi trường để cho nó hoạt động thì nó phải dựa ở trên xác thân này thành ra đức thế tôn nói rằng là không có một tinh thần khỏe mạnh trong một thân xác gợi yếu cho nên Ngài phải ăn uống trở lại Mới dùng tội giác mà tìm kiếm đạo giải thoát Còn nếu như nó hủy diệt là hạt là xong Thành ra là à, Thành ra là chúng ta khẳng định một vấn đề Là ở trong cổ dục giới này Hữu sắc này Thì tất cả tâm sinh diệt nó phải dưa trên này Để mà nó hình thành Được chưa Chúng ta ghi nhận như vậy chấp nhận như vậy chưa à, Chấp nhận như vậy xong rồi á Bây đầu chúng ta mới thấy các ngài đặt câu hỏi Vậy hữu tình thuộc vô sắc giới Dòng tương tục của tâm nương vào đâu đó sinh khởi Tuyệt vời không Đấy, cái câu hối như vậy á, là hối như vậy nhưng mà đáng hối <laughs> Thì sao bởi vì những hữu tình Chúng ta nhớ lần trước rằng á, là vô sắc giới là một cái giới mà không có sắc Đúng chưa Và khi tâm người này đạt được trong bốn quả định tứ không không vô biên xứ à, thức vô biên xứ vô sở hữu xứ phi tưởng phi vi tướng xứ đây gọi là định tứ không định tứ không mà khi thân hoại mạng chung thì nó sẽ sinh vô cái cảnh giới của không đó và khi hết phước cái không đó nó trở lại y chang với cái cõi này tức là từ chỗ nào chết sinh vào đó thì sẽ trả lại chỗ cũ sau khi mà hết xác định ở chỗ đó thì nó sẽ trả lại chỗ cũ hiểu chưa hả? Như vậy thì nhưng mà bây giờ ở trong cái 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 cái, cái chúng hữu tình ở trong cõi vô sắc, Cái hạn như A la la Úc đầu lang phất, sau khi mà ông đến chỗ đó ông sống chỗ đó là cõi vô sắc. Như vậy thì ở trong đó những cái dòng tâm tương tục tại vì ông chưa chứng A la hán vô sanh thì vẫn còn những cái niệm niệm sinh diệt không gián đoạn nó diễn ra ở trong cõi vô sắc đó. Như vậy thì nó nương vào đâu để sinh khởi? Tại trong khi cõi này là cõi dục cõi trời sắc giới thì vẫn còn nương vào sắc để mà nó sinh khởi. Còn bây giờ đây cõi vô sắc thì lấy gì lấy gì sinh khởi? À? À, chúng ta thấy các ngài trả lời này nghe. Dòng tương tục của tâm và tâm sở ở trong cõi vô sắc là nương vào mạng kinh và chúng đồng phận mà tiếp nối. hả à, chúng ta nhớ như vậy. Như vậy mạng căn là cái gì? từ đâu mà hình thành mạng kén chúng ta có thể hiếu theo cái chữ tiếng việt mình đó là gọi là cái thọ mạng cái túi thọ tại sao có người sinh ra chưa sinh đã chết có người sinh từ từ chết có người sinh ra sống thiệt lâu mà không chết à như vậy chúng ta biết rằng em à, nói tên nghiệp duyên nghiệp duyên nó từ hành động mà nó hình thành nhưng mà nó dung trước vào chỗ nào nó dung chứa vào trong a là già được chưa đây là môi trường của a là già như vậy chẳng hạn như thế này a là già nó như một cái quả chuồng phải không chúng ta làm một cái việc phóng sinh thì bắt đầu cái hành động từ thân và ý à, xin lỗi từ thân và lời nói tức là mình đi mua đồ phóng sinh hoặc là mình bỏ tiền mình sau cái tìm kiếm ra đi phóng sinh hoặc là mình khuyến khích người ta bằng cái miệng mới ra nối, phóng sinh đi, phóng sinh đi. À, như vậy á thì nó mới thành. Còn cái ý nghĩ ồ phóng sinh, thả thả Nó có nó có có có, có 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 kết quả không? Nó nó làm cho tâm sáng hơn nhưng mà thành quả không thành được. Phải biến thành là ngữ, giả, thân thì bắt đầu nó mới thành cái kết quả. Cái quả đó nó huân tu vào trong đời nên chút mang chút mốt chút nhiều ngày hương tu vô như vậy thì ở trong này á những cái yếu tố đem đến mạng sống cho chúng hữu tình khác xuất hiện càng nhiều ở trong a la gia thì cái tố chất của a la gia nó sẽ thay đổi và cái sự thay đổi đó nó nó sẽ tạo ra một cái sức sống mà chúng ta hiểu là bản năng sinh tồn được hình thành trong môi trường nghiệp lực diễn ra ở a la gia không phải bên ngoài diễn ra trong alaya và khi chúng hữu tình mang cái cái hạt giống này mang cái năng lực này đi thọ thai thì lúc bây giờ nó sẽ quy định cái cái, cái năng lực này đấy nó sẽ quy định cho chúng hữu tình đó là sống dai hay là chết yếu hoàn toàn do ăn này cho nên đó, cái quá trình nó, nó, nó nó hoạt động như vậy nó hình thành cái cái, cái, cái kết kết quả như vậy thì chúng ta gọi đó là thọ mạng mà chúng ta gọi là mạng kinh À, cho nên cái mạng kinh thường thường nó tồn tại đôi trường khoảng năm bảy chục năm hay là 100 trăm năm Nhưng mà thì cái mạng căn nó hình thành như vậy thành ra có người khổ cực vô cùng mà không chết à, không chết chứ hình như bây giờ mình ra mà cho mình hôm đấy mình ngủ ba đêm chắc cho chắc, chắc mình sẽ nghĩ như vậy trong khi có những người hôm á họ sống năm này sang năm nọ họ không chết à, Tại sao họ quen được? Tại sao có những người thì là chỉ cần một cái duyên nhỏ thôi là họ mất mạng? Còn như có những người có duyên nó 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 khó khăn trồng chất mà họ không chết. Tại vì sao? Vì cái mạng kinh của họ nó đem từ đời trước sang đời này. Thành ra tự nhiên cơ thể nó tạo ra những cái duyên khác để nó tồn tại trong một cái mức đó. Nếu mà chưa hề. Cái trạng, cái trạng thái này gọi là mạng kinh. Còn cái chữ tiếp theo là chúng đồng phận là cái gì? Chúng đồng phận trong duy thức học chúng ta biết rồi, đây gọi là một trong những tâm bất tử ưng hành. Nhưng mà cái chúng đồng phận là gì? Tức là 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 cái cái, cái môi trường sống nó có cái sự giống nhau. Thế hạn như là con người thì nó có cái, cái xã hội cộng đồng của loài người nó có cái sự tương đồng nhất định nào đó. Hay loài vật nó cũng có cái sự tương đồng nhất định nào đó. Hoặc là ba cõi dục giới sắc giới vô sắc giới các chúng các chúng sanh sống ở trong đó chết đời sinh kia nó cũng có cái môi trường của nó đây gọi là chúng đồng phận có những trường hợp ở trong môi trường đó thì cái chúng đồng phận đó nó tương tác với mạng căn nó sẽ sinh khởi ví dụ như bây giờ một cái con chim cánh cục nó sinh ở cái xứ tuyết thật là lạnh và lúc bây giờ cái chúng đồng phận với cái mạng căn của nó sinh khởi ở trong cái loại hữu tình đó thì bắt đầu á nó sinh ra một cái năng lực mà làm một con hữu tình có chống lại được cái môi trường là tuyết rất là giá lạnh còn bây giờ mình theo cái thuyết tiến hóa đa đến chỗ đó con người mình lông lá nó ra dài nướng sủ rồi mình cũng chết chết hoặc là gì hoặc là cái chúng đồng phận mà chúng hữu tình nó hóa ra trong địa ngục nó có năng lực là chịu cái sức sống chịu cái cái, cái, cái sức sống trong một cái môi trường là lửa cháy cả ngàn độ hoặc là có những cái chúng hữu tình mà nó ở trong giữa một cái phiến đá nó cũng tồn tại một con vi khuẩn à như vậy thì cái chúng đồng phận của nó và cái mạng kinh của nó khác ở trong môi trường đó nó sẽ sinh khởi à vì vậy cho nên có những cái loài thiên chúng nhờ ở tại gì tại cổ vô sắc nhưng mà cái năng lực vô hình thọ mạng gọi là mạng kinh năng lực vô hình ở trong tâm trong cái lại ra nó chỉ bằng ngôn ngữ khái niệm trong đó cho nó không có hình dáng và cái môi trường là cái không nó tương tác lại và hình thành một chúng hữu tình ở trong cổ vô sắc hình dung được chưa chưa hình dung được phải không cho này luân tạng nó rất là siêu việt rất là kỳ rất là kỳ diệu tại sao một chúng hữu tình ở cổ vô sắc họ sống được họ nói gì nương và cái dòng tâm thức họ tương tục sinh diệt kia là họ nương vào đâu là họ nương vào cái mạng kinh của họ là mạng kinh là cái gì mạng kinh là cái nghiệp lực mà người ta đã tích lũy ở trong a la gia Bây giờ làm sao mà mình có thể mình lấy tiền mình sờ được ai là giá Ai là giá là vô hình Ai là, là vô hình là gì Là cái năng lực mà chúng ta tạo nghiệp trong cuộc sống này nó huân tập vào Và ở trong đó toàn bộ là khái niệm Chẳng hạn như bây giờ mình làm một cái gì thiện Thì lúc bây giờ là trong ai là giá nó in vô đó một cái dấu Dấu này là dấu thiện Và cái dấu thiện này tất nhiên nó sẽ tương tác Với tất cả những cái môi trường ở trong đó Chẳng hạn như bây giờ Ai Lại giá À, người này họ tạo cái việc phóng sanh thì á, cái nhân phóng sanh đó nó in như trong Al a la da a la da hình thành một cái màu sáng của phóng sanh cho nên thọ mạng của chúng sanh này dài ra mà chúng ta nói là năng lực tồn tại của, của chúng hữu tình này của chúng sanh này á, nó là thọ mạng dài chứ không có ngắn thì đây gọi là gì là mạng kênh à, và cái mạng kênh đó nó tương tự như vậy thì nó phải ở trong một môi trường tương thích với nó không thể nào ở trong môi trường khác được thì cái đó gọi là chúng đồng phận cho nên cái mạng mạng kênh có của một chúng sanh cực ác tâm tư lứa chế, thì lúc bây giờ nó phải hóa sanh trong địa ngục còn á mạng gen mà được nuôi dưỡng bằng những cái huân tập những cái yếu tố thánh thiện ăn những cái thức ăn thánh thiện chẳng hại từ bi hí xã thiền định thì nó huân tập vào trong tâm sâu như vậy thì nó phải sinh làm một cái thân thanh tịnh của chư thiên của trời à, còn nếu như cái mạng kênh trong tâm này mà cứ hương chứa là là, là tiền tài sắc dục danh vọng ăn uống ngủ nghỉ thì nó hương chứa trong đó thì nó phải tái sanh làm con người chứ mà mình mình giữ gìn là nêm giới thanh tịnh thì tôi thành con người còn á, mình huân tu thêm bỏ thêm vô trong 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 a la gia những cái mưa được hiển thì lúc bây giờ thông hoại mạng chung nó sẽ lấy cái mạng căn ở của trời hình dung được chưa hả à nhưng như vậy thì bây giờ bây giờ nói ở trong cổ vô sắc cái mạng kinh nó không có à, không cổ, cổ vô sắc là cái sắc thân nó không có nhưng mà mạng kinh a la da nó có chứ đúng không và ở trong cái môi trường không đó nó sẽ nương vào trong môi trường không đó mà nó duy trì cái niệm niệm tương tục nó duy trì dòng tư duy trong đó hiểu chưa hả? À, như vậy đỡ trả lời câu hỏi rằng là gì là các hữu tình thuộc cõi vô sách dòng tương tục của tâm nương vào đâu để sinh khởi các ngài trả lời rằng dòng tương tục của tâm và tâm sở nương vào mạng kinh và chúng đồng phận mà tiếp nối hiểu chưa à, tiếp theo đặt câu hỏi nữa nếu vậy thì dòng tương tục của tâm và các chúng hữu tình hữu sắc vì sao lại không nương vào hai thứ này để mà diễn ra <laughs> tại sao tại đã tại đã là trong a là ra, trong a là ra vô hình và trong cái môi trường không vô hình đó nó vẫn có cái dòng tư duy liên tục thì tại sao cái chúng hữu tình có sách đây ấy, nó không nương vào cái đó mà tự nhiên phải nương vào ăn uống không không có vậy được mình à không phải tại vì sao bây giờ ở đây các ngài trả lời đó này tức là vì ở trong trong cái cõi sắc ấy, hai cái thứ này ấy, nó yếu nó yếu ở trong cõi sắc thì kim cái... a à, là gia nó yếu nó yếu hơn là cái cõi vô sắc rồi à, tại tại sao nó yếu tại vì nó không mạnh phải không không phải đúng rồi Tại vì sao bởi vì ở trong cõi sắc này á nó yếu là bởi gì? Cái thánh định nó yếu. Tức là cái thức định nó yếu cho nên nó không phát huy được cái khả năng của ai lại ra. Hiểu không này? Mà do cái cõi sắc anh muốn mọi thứ nó cứ nó chi phối. Vậy thì nếu như trong cõi sắc này, trong cõi dục này mà thánh định nó mạnh lên thì sao? Người đó có thể chứng được ngũ thông. Hiểu chưa hả? nó chưa có vô lậu được cho nên nó chưa có lục thông nhưng mà nó chứng được ngũ thông cái trạng thái ngũ thông là trạng thái là người đó có thể biến hóa tự tại theo cái cái dòng nghiệp ý mình muốn biến gì để biến ra cái đó đó là cái nguyên lý mà tại sao người ta thực tập thiền định người ta có thể di sơn đảo hải người ta có thể duy trì mạng sống hoặc là người ta có thể xuống dưới nước người ta ngồi mấy tháng mà không sao tại vì sao bởi vì cái trạng thái thắng định đó đấy là trạng thái mà người ta duy trì sự sống mà không cần phải hít thở. Còn bây giờ mình á sống cái sự tồn tại mình là nương vô hít thở. Hiểu chưa hả? À? Đó. Vì sao bây giờ ông nương đều thắng định. Cho nên cái tâm ông nó tồn tại trong trạng thái của thắng định. Thành ra niệm tâm và tâm sở nó vẫn còn ở trong đó. Tức là ông không có chết. Nhưng mà ông ngưng lại tất cả mọi sự trao đổi chất của cơ thể ông với bên ngoài. Thành ra ông không cần phải nương vô cái, 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 hơi thở đó mà tồn tại Thành ra xuống nước ông nín thở ông không chết Còn bây giờ mình nương vô hơi thở mà tồn tại Thành ra khi hít thở là mình chết Đấy. Mà muốn đạt được như vậy thì gọi là thắng định Phải có thắng định Cái thắng định này là một loại công phu không thể tự nhiên mà có được Chứ khổ nổi rằng là nó không giải thoát Là bởi vì không có vô lòng Không có thấu được bản chất của dạng vật Thành ra nó còn phải luân hồi đỡ mà chịu nghiệp báo Nè, hình dung được chưa trả lời câu hỏi tiếp theo thầy nhắc lại là gì tâm và tâm sở ở trong hữu tình ở trong hữu tình cõi sách và cõi dục tại sao nó không có tự diễn ra là là chúng đồng phận và gì và mạng kinh mà tự diễn ra tự duy trì trong đó mà phải nương vào sách là bởi vì ở trong cõi sách đó, hai cái này nó yếu được chưa hả hai cái này nó yếu Rồi tiếp theo nữa ha. Cho nên chúng ta so sánh hai cái cái hình ảnh. Hình ảnh thứ nhất là một thái tử tối đặc đà à. với hình ảnh của một cái vị giác ngộ thì cũng là một cái thớ trạng đó, cũng là một con người đó. Nhưng mà khi thắng định phát huy tới vô lậu thì ngài có thể làm cho thân ngài lớn lên ngang bằng với trời phạm thiên. Tay ngài đưa sờ mặt trời đi trên nước giống như đi trên đất đó là cái trạng thái gì, cái trạng thái thắng định, mà thắng định của Phật không phải là là định mới có, mà thắng định của Phật là hiện tiền, thành ra ngài có thể phát huy mọi thứ tự tại ở trong cái cõi này, nếu mình chưa hả? đúng rồi hiện tiền là nó không có bị, không cần phải phải dụng tâm nó mới khởi, mà nó luôn luôn có mặt, trạng thái này do trạng thái công phu nó thuần thục rồi, à. rồi tiếp theo. Các ngài đặt câu hỏi nữa Vậy thì trong vô sắc Hai thứ này do đâu mà có Tức là Là gì Mạng kinh và chúng đồng phận do đâu Mà nó xuất hiện ở trong vô sắc Các ngài trả lời rõ ràng Là do thánh định sinh ra Và Và tất cả những cái yếu tố phụ Giúp cho Giúp cho cái cái Nó nó, nó trấn áp tất cả những cái, cái, cái cảnh khác Mà thánh định nó hình thành cho nên khi chúng ta tập thánh định là chúng ta phải trấn áp những cái những cái gì những cái niệm niệm nó kéo mình đi á mình trấn áp nó mà không đến không đi theo nó mà mình quay lại với cái trạng thái định của mình như vậy thì sẽ phát huy được năng lực này nắm được chưa hả à, tiếp theo vậy thì các ngài đặt một hội khác nữa vậy nếu ở trong dòng tương tục của tâm và tâm sở kia chỉ dựa vào thánh định mà tiếp diễn tức là đang nối ở cái cõi mà vô sắc các nha nơi đó không có không có cái thân sắc không có thân bốn đại mà nó tồn tại với một dạng tâm cái tâm này á là cái tâm tâm sở này dựa vào a la ra và cái môi trường tồn tại của nó mà hình thành như vậy thì các ngài đặt câu hỏi rằng vậy thì vậy thì đâu cần phải đâu cần phải gì tức là chỉ nương dựa vào thánh định mà tiếp diễn thì đâu cần phải nương tựa vào vào chỗ nào khác và các ngài trả lời rằng là à, các ngài hỏi thêm một một lập luận nữa là gì là lại nữa nếu điều này cần được giải thích thì như hữu tình thọ sinh ở hữu sách chúng đồng phận và mạng kinh vào sách mà chuyển biến vậy thì nếu vô sách chúng nương vào đâu mà chuyển biến hay nói cách khác là nó tại 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 vẽ nói dần dần hết biết luôn bây giờ thầy nói chẳng hạn như giờ cái tâm của mình nói như thế này à, ha ở trong đây là vô tướng mà mình gọi là a lại gia được chưa a lại gia này từ đâu cái 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 cái, 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 cái biểu hiện của a lại gia này từ đâu mà sinh ra tức là hành động hành động này hành động nó hung tu vô phải không hành động nó hung tu vô cái hành động của thân mình hung tu vô và trong A là Gia này hoàn toàn là mình không có thể nào mà mình mình tiếp cận được nó mình sờ mó được nó tại nó là là một cái năng lực hình thành vô hình mà do thân ngữ ý của mình tạo ra nó 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 nó, nó dung trong này là tất cả được chưa và nếu như thầy 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 hình thầy nói cho các vị để các vị thấy được là cái 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 diễn tiến tự nhiên của a la gia là nó gọi là năng lực nghiệp tức là một cái một cái diễn tiến ở trong a la gia nó tự có biến hóa ví dụ như chúng ta hương tu bằng cách đấy là chúng ta phóng sanh được chưa à, phóng sanh nhiều ở đây thì sao thì cái môi trường trong a la gia này nó cứ nó thêm vô thêm vô thêm vô thêm vô và những hạt giống trong này là hạt giống là ban cho mạng sống chúng hữu tình khác thành ra ở trong a la gia nó sáng lên sáng lên sáng lên những cái chúng tôi chất yếu nó, nó chìm xuống mắt nó hóa giải hết. Bây giờ cái người này họ tái sinh theo dòng nghiệp của họ tái sinh đúng không? Họ tái sinh á thì họ mang theo những cái hạt giống trường thọ tái sinh. Đúng vậy không? Đã. Nhưng mà thì nó ra đời một cái thân, cho là thằng người đi. À, cái thằng người này là thằng người sống lâu. Mà thằng người này á, tất cả cái dòng suy nghĩ tâm và tâm sở tâm và tâm sở ở trên con người nó dựa trên não bộ là cái môi trường tốt nhất để nó hình thành và cái não bộ này có sự hoạt động tốt nhất là phải nương vào tất cả những cái gì duy trì cho nó đó là hơi thở nước uống áo mặc nhiệt độ mọi thứ đúng không một khi nào đó vì điều kiện nào đó mà hơi thở ngưng lại thì lúc bây giờ nó tan hoại Người ta hỏi cho nên những cái biểu hiện của tâm và tâm sở ở trên mạng này không có hiện ra nữa. Đúng không? Nhưng mà ai là Hán nó vẫn còn. Đúng không? Bây giờ ai là Hán do tu cái định mà vô sắc không vô minh xứ thức vô minh xứ thì nó dẫn cái A là Hán này đến đâu? Đến cõi vô sắc. Được chưa? À, cái cõi vô sắc là xuất hiện. Cõi vô sắc thì không có thân. Thì như vậy thì nhưng mà năng lực A là gia này có ở đây. Đúng rồi không? và ở trong môi trường nó là gì là do cái định vô sắc cho nên cái môi trường nó là môi trường vô sắc môi trường vô sắc này mình gọi là gì là chúng đồng phận tức là những cái môi trường phù hợp với cái loại định này như vậy thì a lại da và chúng đồng phận hay là hay là mạng kinh và chúng đồng phận hai cái này nó nương vào nhau để nó duy trì năng lực suy nghĩ của tâm đúng chưa hả à. Và mình đặt câu hỏi Vậy thì tại sao Ở trong con người Hai này nó không tự suy nghĩ Mà phải nương vô trong bốn đại Bởi vì nó ở trong môi trường đó Nó thô quá Cho nên cái năng lực nó yếu xuống Đúng chưa Và, và, và tại sao của này nó, nó phát huy được Bởi vì thằng này á Cái bốn đại này không có mặt Cho nên á, nó thắng định nó nổi lên và nó trấn áp tất cả mọi cái khác để nó duy trì sự tồn tại. Nhung được không? À, và mình đặt câu hỏi tại sao? Mở rộng ra tại sao? Con người có thể phát huy được ngũ thống. Bởi vì là họ tập quên đi cái, cái sát thân của họ và họ thắng định. Nhưng hại như hồi nhỏ, thầy tập tập võ chạy. Chạy á là ông thầy bắt chạy á là dầm chạy xa dầm một cái cái miếng miếng ván ở trên bãi cát. Bắt đầu là cứ nghĩ rằng là, là là mình lướt 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 mà đi nhưng đi trên đường thì mình chạy đội chừng có vài ba mét mình chạy được mình chạy được tại nhưng rồi sau này có một số người là à, từ từ rồi mình chạy qua một cái dòng suối mà mình nghĩ nó cũng như cá rồi sau này đọc cái tin tức ở bên thái lan có một cái ông sư ông ra ở giữa cái hồ nước ông ngồi người ta hỏi ông á là tại sao ông không bị chim thì ông nói rằng lúc đó tôi chỉ nghĩ tôi là nước nước và tôi là một thì nước nó đâu có chìm nước thành ra cái thánh định ông như vậy thành ra ông đi ông duy trì đang đi ra ông ngồi xuống bình thường nhưng mà lúc đó ông chỉ cần nghĩ rằng ta đang ngồi trên nước là nó chìm ngay ừ. hiểu không này tại vì cái phân biệt nó sinh ra mình hiểu cho hiểu câu trúc rồi chưa cho nên bây giờ mình muốn trường thọ chất yếu hay là muốn tu hay muốn sao là tường này cái năng lực mà năng lực vô hình này nó gọi là mạng kinh cái môi trường tồn tại của nó là chúng đồng phận tức là những cái, cái năng, năng lực mà duy trì mạng sống ở trong cái môi trường của nó mình hiểu như vậy là chúng đồng phận nên mình chưa hả? À, những cái mạng kinh mà chúng đồng phận là tâm vương và tâm sở không có tiếp xúc được với nó cho nên gọi là tâm bất tương ương hành tức là những cái năng lực vận hành mà không phải do tâm mình tiếp xúc được mà nó do quá nhiều cái yếu tố khác nhau nương vào nhau để mà tồn tại giống như cộng leo đứng lên được là nhờ sự nương cá vào nhau hình dung được chưa hề à. hiểu được cái cấu trúc này nhé mình mình tu nó mới nhanh được và mình biết rằng á là tại sao khi mình đi thọ giới thì lúc bây giờ là mình nghe sự tuyên bố của thánh giới thì lúc bây giờ nó in như trong tâm mình bắt đầu trong tâm mình á nó biến thành một cái loại đã là cái mạng căn của vô biểu sắc hiểu không và cái chúng thứ đó là chúng tử vô lậu bởi vì nó không tham không sân công si Tức là thánh giới của phật huân tập vào như vậy thì cứ mỗi ngày mình để ý là mình huân tập cái gì cái gì thì nó vô trong tâm cái đó rồi bây giờ bây giờ nói vậy thì ở trong cái cõi mà vô sách hai cái anh đó anh không có nương vô mạng cái được không có nương vô trong cái hình sách cái thân được thì ở trong cõi vô sách cái lấy gì mà nó nó nó, nó, nó có sự chuyển biến đó rồi á nó sinh lên đó rồi nó đầu thai lại bởi vì hàng đó nó nương nhau hiểu không à cái 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 cái, cái mạng kênh nó nương với với cái chúng đồng phòng, nhưng mà khi cái mạng kênh nó nó nương tới mức mà nó không duy trì nổi nữa nó hết năng lực duy trì thì lúc bây giờ cái chúng đồng phòng nó tương tác là tự động nó rơi xuống lại thành ra tại sao mà ông Alala ở đó tới mấy trăm năm mấy trăm kiếp hết năng lực duy trì rơi xuống, rơi xuống, thì rơi đúng cái chỗ mà ông ông ngồi thiền là ông chết đó, cái môi trường đó và cái môi trường đó là cái gì cuối cùng ở trong tâm của ông là ông ghét nhất là mấy con cá, <cười> <cười> cho nên nó nó đổi thay lại, mình hiểu lý do chưa à? và nó nó lại cho đây thì này lại lấy cái gì cái năng lực này nó như vậy gọi là cái ai là gia ở trong cái hữu tình mới và nó sẽ phù hợp với cái chúng đồng phận của môi trường mới. Đó là môi trường của con con nào mà nó có thể ăn cá được, nó bên trời ăn chim được thì nó sẽ vô cái con đó. Đó là là cái nguyên lý mà mình chết đây sinh kia đầu thai. Nó vậy đó. À. Không có định nổi, không có thắng nổi, giống như cái sức cơ bắp của mình là hữu là là hữu lậu thì mình duy tới mức đó, khi nó không đủ sức nữa nó sẽ xui. Còn á vô lậu thì nó là vô biên thành ra là mình tu cái pháp vô lậu còn hãy mình hữu lậu cho dọc định tới ngũ thông đi nữa thì vẫn bị đọa đây là cái lý do cho nên uh, chúng ta học luận thấy hiểu hiểu tuyệt vời lắm hiểu rõ mọi thứ và biết cái cấu trúc nó diễn ra trong nội tại của mình như thế nào à. rồi tiếp tục nghe ở đây đặt thêm một câu hỏi nữa là vì sao vì sao chúng hữu tình thuộc về, về hữu sách lại không nương vào nhau. Tại sao ở trong cái loài mà hữu sắc tức là loài của chúng ta là dục giới và sắc giới thì chúng đồng phận và mạng căn nó không tự nương vào nhau. Thì đơn giản là do nó yếu. Tại sao bây giờ nó bị chi phối bởi cái sắc nó bị nương vô sắc và bị chi phối. Rồi, ta câu hỏi tiếp. Thế thì ở trong vô sắc vì sao chúng lại mạnh? À. Hả? lập tức trả lời rằng là gì là là nó là do thánh định trân áp trân áp yêu yếu kìa thành ra nó mạnh vậy thôi đây câu hỏi tiếp theo vậy thì vậy thì tâm và tâm sở tức là tâm tương tục hoặc là tâm và tâm sở tại sao á nó không có có nương vào nhau ở trong cái cái cõi này tâm và tâm sở nó không nương vào nhau hoặc là ở trong cái cõi gì cõi vô sắc nó không nương vào nhau nó chỉ cái này sinh ra cái kia không? không nương vào nhau trả lời rằng dòng tương tục của tâm và tâm sở của chúng sanh ở trong vô sắc không có sở y riêng biệt nó không có sở y riêng biệt tức là không có cái chỗ nương nương tựa riêng biệt chẳng hạn như tâm vương của mình với tâm sở của mình tâm sở là tức là những cái loại thuộc sở hữu của tâm vương cái tâm sở nó có mặt là bởi vì nó nương vô tâm vương <laughs> rồi tâm vương tâm vương chẳng hạn như là tâm vương là, là tiền ngũ thức Đã. thì nó lại nương vô ý cái đợi lực ý thức phải không? đợi lực ý thức nó tồn tại là nương vô mặt na mặt na nó nương vô a la mà nó tồn tại tức là thằng này nương qua thằng kia mà tồn tại còn còn ở trên cõi vô sắc nó không có cái thân như vậy nó không có cấu trúc như vậy cho nên nó không nương vào nhau nó không có cái chỗ sở y nắm được chưa hả? rồi vì sao như vậy? vì sao? bởi vì cái nhân dẫn khởi tâm tương tục mà nhân ấy chưa lìa tham ái nơi sách thì cái tâm được dẫn khởi à, dẫn khởi đó sinh khởi cùng với sách nương sách mà tồn tại còn nếu như cái nhân mà lìa tham ái nơi sách thì tâm được dẫn khởi đó không sinh cùng với sách à, không nương nơi sách mà tồn tại vì đã thoát ly sách chỉ đơn giản là như vậy thôi tức là cái gì nương cái đó thì sinh ra không nương thì không sinh nó vậy thôi rồi tới đây là chúng ta đã hiểu được là cái cấu trúc của của chúng đồng phận và mạng kinh là chúng ta sẽ hiểu tất cả ba cõi nó diễn ra như thế nào tâm chúng sanh như thế nào thế nào bây giờ chúng ta đi qua tiếp một cái ý nghĩa khác nữa là gì đó là thế nào gọi là dục giới sắc giới và vô sắc giới thì luận tạng cho chúng ta những cái định nghĩa rất là rõ ràng cái duy trì yếu tính của chính nó đó gọi là giới cái duy trì yếu tính của chính nó đó gọi là giới chẳng hạn như khi quay chuông này nó có khả năng duy trì cái yếu tính của nó tức là nó nó là tròn tròn màu sắc như vậy à. Như vậy thì nó có cái lĩnh vực của nó Nó có cái giới của nó Cái giới này chúng ta hiểu như là ranh giới Ranh giới là phạm vi của nó Cho nên bất cứ cái gì Nó cũng có cái phạm vi của nó Nó đỡ lại cho mình nhận thức được hình hài của nó Như à, như cái hoa, cái cây, mọi thứ Nó duy trì cái yếu tính của nó Ở trong một chừng mực nhất định nào đó Đỡ cho mình có thể nhìn vào đó Mà phân biệt nó khác với cái kia Thì đây gọi là, là giới Được chưa hả? Như vậy thì ở đây á các ngài định nghĩa rằng là giới mà nó lệ thuộc hợp thuộc dục thì gọi là dục giới còn cái giới mà nó hợp thuộc sắc gọi là là sắc giới được chưa vậy thì bây giờ bây giờ như thế nào gọi là vô sắc à, vô sắc tên là tự nhiên mình hiểu tự nhiên mình hiểu rồi thôi chứ vô sắc là sao mình trí được thôi các vị là ở trong cái quả chuông này hư không của nó là tròn hay là vuông thì hỏi tròn hay vuông làm sao các vị biết nó tròn bởi vì cái quả chuông này nó tròn chỉ vậy thôi đúng rồi không ạ như vậy thì rõ ràng là do anh nào như vậy tự nhiên mình liên tưởng tới anh kia thành ở trong luận tạng này có nói câu mà thầy giải thích cho không các vị sau này đọc nó khó hiểu chẳng hạn như là các ngài nói rằng là gì là lược bỏ phần giữa mà nối tét là xét và và gì và vô xét à, dục và xét thì tự nhiên mình hiểu là có cái cái phần là là vô xét ở trong đó cho nên vô xét nó không có ranh giới chỗ nào cũng có mặt của nó bây giờ nó là không mà à. như vậy thì ở đây các ngài đưa ra là như nối nước hồ tiêu nhẫn kim cương chúng ta hiểu câu này làm sao hả hả <laughs> thế nên, cho nên cho khổ nổi là cái chữ nó là chữ cố quá cho nên thầy có tôi giải thích như thế này, này là nước được trộn với hồ tiêu hồ tiêu không phải là hầm tiêu đâu mà cái hồ tiêu này á là cái loại bột mà ăn vô nó tiêu hạ đó à, là nước trộn với hồ tiêu hay là nó là nhẫn kim cương đã gì không phải nhẫn được kết bằng Bằng kim cương cái nhẫn được kết bằng kim cương thì người ta bó vào cái đoạn giữa là là được kết bằng mà người ta nói chắc là nhẫn kim cương nhưng mà mình hiểu cái nhẫn là sao kim cương được nó phải được kết bằng bởi những cái cái chất kim cương gọi là nhẫn kim cương không nói cái chỗ chỗ giữa đó hoặc là nói là nước hồ tiêu chúng ta cầm phiêu không biết chuyện gì nhưng mà nước đó là cái nước nó được trộn bởi hồ tiêu tức là cái hồ này là một lớp bột mà giúp cho mình là có thể là tiêu hạ chẳng hạ như vậy mình mình suy đoán như vậy thôi có thể là hồi đó người ta hiểu như thế nào không biết nhưng mà nói chung trên nguyên tắc là phải nói hư không tròn hư không trong đó tròn là chúng ta hiểu rằng là gì là do cái chu nó tròn cho nên nó biểu hiện bên trong nó là tròn vậy thôi là nó tự biểu hiện ra hay là người ta nói là lông rùa xuống thó tức là nó tự biểu hiện ra là do cái con người đó nó có lông con nghệ có sừng hai cái đó ghép lại tự nhiên mình hình dung ra cho nên cái hư không nó biểu hiện là khi có có cái gì đã có thì cái phần hư không bên trong đó bắt đầu mới được quy định còn nếu như mà không có cái ranh giới của cái có thì hư không tất nhiên cũng không có hiểu không này à, cho nên chúng ta có thể hiểu rằng hư không là một khái niệm mà thôi mà nếu như cho rằng ấy, cái khái niệm rằng có hư không thì cũng không có bởi vì hư khái niệm kia nó vẫn là có <laughs> cái tuyệt đối hư không đó là gì là không thể nào mà tưởng tượng hình dung được bởi vì cho nên người tu đắc được cái trấn áp tư tưởng đi vào cái chỗ là không thành ra khi thân hoại mạng chung sinh thản nguyện không đó và trong đó do cái năng lực trấn áp này nó hình thành mạng gian và cái môi trường không đó sẽ duy trì tâm thức đó tồn tại khi mà hết năng lực trấn áp rồi thì định lực suy giảm sẽ trở lại với cõi này cho nên tu tới đó là cũng uống công rất khổ mà uống công không giải thoát được à, do cái yếu tố đó mà đức phật ngày xưa bỏ a la la của đồ làm phật là ngài nhận ra cái điều này tại vì đến từ đó rồi cũng giống như bây giờ mình ngồi thiền mình thấy người mình ăn ổn vui vẻ tại vì mình trắc áp mọi biên phiền não nhưng mà khi mình đứng dậy phiền não nó hiện lại chăng như vậy thì mình tu phải có cách gì là gì là không bao giờ trấn áp dòng suy nghĩ nhưng mà chỉ có chặn là những dòng suy nghĩ nó khởi lên ác mình không làm theo hiểu chưa hả còn thiện mình cho nó khởi đi như vậy đúng là là tứ chánh cần tức là tinh tấn làm những điều thiện phát sinh chưa phát sinh được phát sinh à, rồi nhanh, nó phát sinh ấy chặn lại ác phát sinh chặn lại hay là nó mất mất ý thôi là mình mình chặn rồi như vậy từ đó gọi là tu tứ gia tứ gì à, Tư chân cầu à, Được chưa hả? Rồi nghe không? Bây giờ nói tiếp nữa Thứ hai Ở trong cái câu thứ hai này nói là gì? Sách nghĩa là biến hoại Là ngang ngại Bây giờ là chúng ta hiểu cái định nghĩa thế nào gọi Là sách Sách là biến hoại là ngang ngại Các vị có thể nhìn thấy Xuyên qua cái chuông này không? Bởi vì nó có sách nó ngăn ngại cái thấy của mình không thể nhìn xuyên qua, à, tức là gì sắc đó là gì là nhưng mà đặc tính nó là vô thường cho nên nó biến hoại và nó có cái khả năng là ngăn cản mình nhìn xuyên qua tất cả mọi cái cái, cái 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 tính chất như vậy chúng ta gọi chung là sắc cho nên học Phật đường cho rằng sắc tức là sắc đẹp, à, hay là màu sắc màu sắc là gì là ngăn ngại và tính chất của nó là biến hoại và khi đủ duyên thì nó hiện ra thì gọi là thị hiện à, giống như đức phật tu tới tới thành một vị bồ tát hộ minh rồi tới kỳ thời tiết nhân duyên nguyện lực mọi thứ nó đủ thì bắt đầu á là ngài 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 đến tại cõi này hiện ra một cái thân cái thân đầy đủ là 32 tướng tốt 80 mươi đẹp nhân duyên mọi thứ nó hình thành như vậy ừ. còn cái thế của nó không phải sách cái thể của nó tức là gì tức là cái bản chất của nó cái bản thể của nó không có hình dạng cho nên nó gọi đó là vô sắc à. rồi còn cái giới mà hở thuộc vô sắc thì gọi là là vô sắc giới nắm được chưa hả tiếp tục nữa ha tương tự như vậy thì chúng ta hiểu rằng giới của các dục thì gọi là dục giới vì nó duy trì các dục còn sắc của vô sắc thì nó nó duy trì sách cho nên gọi là là vô sách à, nếu mà chưa hả rồi Thầy nhắc lại câu này nha giới của các dục thì gọi là dục giới là cái phạm vi ở trong đó nó duy trì sự hiện hữu của các dục rồi à, còn à, còn sách à, vô sách giới thì nó cũng vậy ở trong cái phạm vi có sách duy trì sách thì chúng ta gọi là hữu sách còn ở trong cái phạm vi vô sách thì chúng ta gọi là là giới vô sắc cho nên ở đây chúng ta sớm là chỉ có tìm hiểu là hiểu cái phạm vi nào gọi là dục giới sắc giới và vô sắc giới thì chúng ta có thể hiểu nôm na phạm vi dục giới tức là cái môi trường mà nó duy trì sự tồn tại của dục còn cái môi trường kia nó duy trì, duy, duy trì sự tồn tại của sắc và cái môi trường nào đó không có sự hiện hữu của dục và sắc thì gọi là vô sắc đó, đó gọi là vô sắc giới chúng ta hiểu bản chất nó như vậy với lâu nay cứ nói ở dục giới sắc giới vô sắc giới mà chúng ta không hiểu như vậy thì ở đây có một cái câu rất là vui như thế này tức là lúc đó có một cái bài tụng mà ở trong Phật giáo à, à thường thường là Phật dạy như vậy này cánh đẹp trong đời chính phải dục dục là tham do người vọng tướng à, cánh đẹp trong đời vẫn như vậy người trí trong đó đoạn trừ dục cho nên khi nói rằng là tu, tu tập để đoạn trừ cái tham ở trong cái vọng tướng đó thì mình đoạn trừ dục câu nói như vậy nhưng mà lúc đó là ông ni kiền tứ ông không chịu ông mới nói ông cập vấn ngài sẽ lại phát như như sau nếu cảnh trong đời chẳng phải dục Dục là tham do người vọng tướng nên gọi tỳ kheo kế hướng dục vì vọng tướng khởi ác tầm tư. À, như vậy thì ông làm cho nó lộn xộn hết và ông cật vấn ông nói rằng là một ông tỳ kheo khi chưa chứng a à la hán thì trong tâm ông nó vẫn còn những cái gì vọng tướng và lúc đó ông tỳ kheo đang hướng dục. <laughs> ông nói như vậy đúng không? <laughs> tại ông nói như vậy. Tại vì ông à, tướng nó đang có và ông thì kheo đang tồn tại như vậy thì ông thì khiếu nó đang hướng dục rồi. À, nhưng mà Đức Phật á, Đức Phật không dạy như vậy. Đức Phật nói rằng á là cái dục đó là dục ý, cái dục ý chưa chưa nên chỉ nói rằng là vị thì kheo đó là chưa thanh tịnh chứ không thể nói rằng là phi thì kheo. trừ khi nào? cái dục ý đó nó biến thành lời nói và hành động thì lúc bây giờ nó mới gọi là phi tỳ kheo à, ngôn ngữ nó có giới hạn của nó và lúc bây giờ các vị thấy ngài sát lệ phất hồ nói ngược lại như sau các ngài sát lệ phất nói này nếu cảnh đẹp trong đời là dục nói dục không do người vọng tướng nên gọi thầy ông người hướng dục vì thường thấy sắc đẹp đáng ưa <laughs> tức là ngài trả lời pháp của gương đúng không tại sao bây giờ bây giờ thầy ông là ông đi trường tứ mà ông đi làm tứ là ở trong định ông ở trong định cho nên á là ông thấy có nhiều cái sắc cái sắc đẹp trong đó như vậy thì là nên gọi thầy ông là người hướng dục vì vì thường thấy cái cái cảnh đẹp đáng ngưỡng thì lúc đó là 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 đời tử, đi tứ không biết trả lời <laughs> cho nên là các ngài đưa ra những cái điều mà chúng ta thấy rất là thú vị là tiếp theo nữa thì á có một câu hỏi mà thường thường nó hay vớ vẩn ở trong luận à, và 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 con người chúng ta đó là gì vậy thì bây giờ nói rằng á là tất cả những cái gì hiện hành ở trong tam giới những cái pháp này nó có lợi thuộc tam giới hay không những cái gì đang hiện hành ở trong tam giới nó có thuộc tam giới hay không hả à? Thưa không này? Tại à, hỏi các vị thì là Con ngựa này do ai cột dây? Các vị trả lời thì là, là Là con ngựa này do chú họ nó Nó cột dây Và thầy hỏi thêm nữa Thầy hỏi vậy thì ai là chú của con ngựa? Các vị trả lời thì là người cột dây ngựa <cười> <cười> cái vị nói nói như vậy thì ai chịu được phải không cho nên lý luận không thể nói vui lạ kỳ vậy à, thành ra chúng ta hiểu rằng á là nói tất cả những cái gì hiện hành ở trong tam giới nó có thuộc tam giới hay không mình nói nôm nào nó đúng như vậy nhưng nó có sai bên trong mà nó không rõ bên trong nghĩa là gì tức là những cái gì diễn ra ở tại vô sách thì làm sao nó nằm ở trong dục được tại vì nó chia ra rõ ràng ba cái mà cho nên mình không thể nói ờ à, Những gì diễn ra ở trong tam giới Nó thuộc tam giới Như vậy thầy nói rằng là Những cái gì diễn ra ở trên cõi vô sách Tại sao tôi tìm hoài trong dục giới không có Hiểu không chưa <laughs> Như vậy thì mình trả lời như vậy Nó không sai nhưng mà nó mơ hồ Nó không có rõ ràng Cũng giống như nói con ngựa này do ai cột giấy Do chú của nó Chú của nó là ai Chú nó là người cột con ngựa <laughs> mình nói mình nói kiểu đó thì thì làm sao được cho nên luôn là nó phải rõ ràng ra trả lời một cái chất dứt khoát thú vị ở chỗ là gì tức là chúng ta thấy rõ ràng cánh đẹp ở trong đời chẳng phải dục à. mà cái dục là gì là do dục tham này là do vọng tướng chẳng hạn như mình thấy cảnh đẹp tự nhiên tâm mình khởi đám đấm trong đó đó là dục tham từ tư vọng tướng mà sinh ra còn cái cánh nó vẫn như vậy cánh nó vẫn như vậy à, Thành ra một vị thiền sư làm thơ tả một cô gái 16. Tại cô gái 16 đẹp thì Ngài nói đẹp thôi. Ngài hoàn toàn không có khởi đếm khởi dục trong đó. Còn người đời nói này Ngài là thiền sư mà nói như thế. Tại vì sao vì người đời đếm vô cái dục của cô gái đó. Khởi cái giọng tướng sở hữu đếm vô cô gái đó. Cho nên á mới khởi ra cái tham đếm. Thành ra thành ra cái cái bậc chứng thánh họ thanh tịnh nhưng mà mình không không được bắt trước nha Tại vì người ta nó, người ta là thanh tịnh người ta sao cũng được của mình đúng đâu nó nhiễm đó là mình phải giữ thế hoặc mình ngán. đó rồi giờ thì à, ngài Phật nói rằng là Cánh đẹp trong đời vẫn như vậy người trí trong đó đoạn trừ dục tức là cái cảnh nó vẫn như vậy như vậy mình thấy cái gì mình biết như vậy thấy cái gì biết như vậy ghi nhận như vậy và trân trọng cái bản chất nó như vậy cái hoa đẹp thì nói đẹp xấu nói xấu nhưng mà không phải nói xấu là mình xin tâm ghét bỏ mà thấy đẹp mình sẽ đấm nhiễm cho nên mình không có khối niệm đấm ở trong đó là được chứ không phải mình tu tới mức mà vô tri như gỗ đá nói đẹp là nói xấu xấu nó thành đẹp nó là ngược xuôi vậy sao được nhớ trong luận Phật không có dạy mình như vậy và 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 và, và kinh điển Đức Phật không dạy mình như vậy không có nghĩa rằng là ép sát như gỗ đá thành câu chuyện cớ về trường hợp của một cái bà lão một bà lão nói rằng là giết một cái ông thầy về nuôi cho ông ngồi thiền ba ba năm rồi bắt đầu xài đưa cháu gái đem đem cúng giường xong là ngồi ôm cái thứ ông nuôi ông nói cái gì về nói ta nghe và đứa cháu gái này nó nói ông thầy ông nói rằng á là ta đây giờ giống như là cái cây khu mà ở trên hòn đá cái bà này bà đuổi đi liền bà nói là tôi nuôi thầy ba năm trời rốt cuộc mà thầy biến thành gỗ đá tôi nuôi chi à Chứ lần sau ấy là coi như anh đi một năm trời anh về bà thấy tội quá đem về nuôi nữa à, Xài đứa cháu gái cũng, cũng diễn ra cảnh y chang vậy ấy. Thì uh, lần đó anh nói rằng là chuyện này tôi biết cô biết đừng nói cho bà già biết nghe, <cười> <cười> Thì lúc đó lúc đó là gì? Là cái phản ứng tự nhiên Cái phản ứng tự nhiên người nào biết phân biệt biết này biết kia Tại vì đó bà biết là bà đuổi đi làm sao Thì lúc đó là lên đứa cháu gái về nói bà bà vỗ tay nói, đúng rồi tôi phải vậy <laughs> không phải biết rõ ràng mọi thứ biết thiện biết ác biết chánh biết tà biết chân biết ngụy biết mọi thứ và cái gì nên làm cái gì không nên làm ăn trú vào đâu không nên ăn trú vào đâu đó là cái, kết quả của người tù không có biến mình trở thành vô tri như cổ đá điều đó không đúng chân lý đức phật nói cho nên đưa ra hai cách lý luận rất là vui là gì tức là ông đệ tử của ni kiền tứ gọi là trong la dùng chữ là tà mạng ngội đạo cật vấn tôn giả sa lệ pháp ông mới nói rằng là gì? nếu như cho rằng như vậy nó không phải như vậy thì nên biết tỳ kheo là là kế hướng dục vì vọng tưởng khởi ác tầm tư tức là lúc bây giờ chưa chứng a à la hán thì cái vọng tưởng nó còn và vọng tưởng chính là là dục rối. cho nên đó là ông tỳ kheo lại đang 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 hướng cái dục hàng ngày. À, nhưng mà lúc đó mình phải hiểu rằng là phân biệt hai loại một loại là là gì là ý nó chưa tỉnh cho nên người chưa chứng thánh thì gọi là ông tỳ kheo này là chưa tỉnh nhưng mà khi nào ông mới miệng ra nói và ông hành động thì lúc đó nó biến thành nghiệp thì mua là phi tỳ kheo còn hiện giờ ông ngồi im là vẫn là tỳ kheo không thể nói ông là không phải tỳ kheo và ngài sai là phật rất là khéo léo cho nên ngài nói rằng nếu cảnh đẹp trong đời mà lìa các dục tức là lìa vọng tướng mà mà nói rằng là dục không không do người và ông tướng thì nên nói rằng là thầy của ông là người hướng dục vì thường thấy sắc đẹp đáng ưa tức là thầy ông định chứ mà ở trong định nó thấy bao nhiêu thứ sắc đẹp trong đó như vậy thì thầy của ông đang hướng dục đó thành ra ở trong cõi mà đức phật muốn nói là cõi vô vô sanh à, của vô sanh vô sanh tức là nó nó niết bàn nó tính lặng nó không còn sinh khởi về ông tướng nữa cái cánh mà đức phật muốn đưa chúng ta hướng đến như vậy thì thưa quý vị đây chính là những cái điều quan trọng mà chúng ta cần phải cần phải ghi nhớ và nhất là trả lời cái nào nó ra cái đấy đừng trả lời lắm lộn Rồi biện bác á, nó không đi đâu vào đâu ha à. rồi hôm nay có lẽ rằng thôi chúng ta dừng lại ngay đây đi ha dạ mô phật mời các vị hồi hướng nguyện đếm công đức này đều trở thành